Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đã dự lễ công bố 10 chương trình hành động trọng điểm trên quy mô toàn quốc của quỹ Vì tương lai xanh đi sâu vào 10 lĩnh vực thiết yếu của đời sống như di chuyển, năng lượng, văn phòng, tiêu dùng, môi trường, vườn đô thị, du lịch, giáo dục, y tế và thể thao xanh hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy mức phát thải ròng tại Việt Nam về không vào năm 2050. Quỹ đã ký kết hợp tác với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Green Sony cùng chung tay hành động vì tương lai xanh với cam kết tài trợ trồng 30.000 cây rừng tại Cần Giờ, tương đương 6 tỷ đồng. Quỹ vì tương lai xanh của tập đoàn VinGroup thành lập vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 thúc đẩy những hành trình xanh trong cuộc sống hàng ngày, nâng cao nhận thức của cộng đồng và cá nhân cùng hành động ngay từ hôm nay vì ngày mai xanh cho các thế hệ tương lai.